Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món lẩu măng xấu, rất là ngon. Và làm thế nào để chúng ta có một cái món ăn rất là ngon và béo như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bếp nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay một cái món, đó chính là món vịt om xấu nhưng mà nấu lẩu các bạn nhé. Và nguyên liệu thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình, chỗ này là 1,5 kg vịt, măng này là măng muối. Mình đã có làm một cái video hướng dẫn các bạn rồi ở trên kênh YouTube ấy, thì các bạn có thể tham khảo nha. Đây là rau muống để chúng ta khi mà ăn chúng ta nhúng vào, và sấu này các bạn chuẩn bị thêm cho mình 3 củ sả nhé, để mình xào qua cái phần sấu cho nó đỡ, xào qua cái phần vịt để cho cái phần vịt này nó không bị hôi, không bị tanh. Và vịt sau khi mà mua về thì các bạn sẽ sơ chế qua cho mình bằng cách đó là chà sát cái muối ở trên bề mặt cái da vịt này để cho nó không bị tanh các bạn nhé. Cái phần gan và cái phần mề thì các bạn sẽ bỏ riêng cho mình, các bạn chỉ sát cái phần da vịt thôi, tại vì là cái phần da vịt nó tanh, các bạn sẽ sát trực tiếp trên phần da này như thế này để cho nó khử được cái mùi tanh, mùi hôi ở trên phần con vịt ấy. Ở đây có cái phần cuống họng và cái phần phổi thì các bạn cũng bỏ đi cho mình nhé. Sau khi mà các bạn đã sát muối sạch rồi thì các bạn sẽ xả nước thật là sạch cho mình nhé. Đó, xả nước sạch cho mình. Bây giờ thì mình sẽ đem cái vịt này đi mình chặt các bạn nha. Vịt thì các bạn sẽ chặt thành những cái miếng nhỏ cho mình nhé. Đó, cái phần cổ vịt rất là dài. Cái phần lưỡi rất là ngon, nếu như các bạn mà ăn được thì các bạn để lại nhé. Còn nếu không ăn được thì các bạn bỏ đi. Nhưng mà nhà mình thì nhà mình thường để lại tại vì ăn nó rất là ngon. Vịt này thì các bạn sẽ chặt cho mình thành những cái miếng nhỏ thôi nhé. Không cần phải to quá như là thịt gà đâu. Còn cái phần sả thì các bạn sẽ đập dập và băm thật là nhỏ lên cho mình nhé. Các bạn băm nhỏ nhuyễn ra cho mình để cho nó khử cái mùi tanh của cái vịt này. Thank you.
Bây giờ các bạn sẽ phi thơm một chút hành khô nhá, để cho nó thơm và nó khử được cái mùi tanh của vịt ấy. Sau đó thì các bạn sẽ cho vịt vào đây để chúng ta xào qua các bạn nhé. Và cái phần sả mà các bạn đã chuẩn bị lúc ban đầu ấy, các bạn sẽ cho vào đây để mình đảo qua luôn cho thơm. Cái sả này khi mà các bạn cho vào để nấu cùng với cả vịt ấy, nó khử mùi tanh cực kỳ tốt. Sau khi mà các bạn đã phi thơm hành khô và sả lên rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho cái phần vịt mình vừa mới chặt vào để các bạn xào qua nha. Các bạn sẽ xào cho nó săn lại giúp mình nhé. Sau đó thì mình sẽ chuyển sang cái nồi để nấu như kiểu nấu lẩu á. Sau xong mà khi mà bắt đầu ăn ấy thì các bạn cắm trên bếp từ ấy. Đó, thì nó sẽ rất là ngon luôn ấy. Cái thịt của vịt nó chín tới và các bạn có thể nướng kèm với cả măng và rau muống các bạn nhé. Đây là những cái rau ăn kèm rất là ngon cho cái món vịt của chúng ta. Như vậy thế này là xong rồi các bạn nhé. Các bạn sẽ chuyển sang cái nồi lẩu và mình sẽ bắt đầu mình nấu nha. Các bạn sẽ cho thêm một chút nước vào để mình lấy được hết cái phần sả ở trong cái chảo ra các bạn nhé. Như vậy thì cái món ăn của chúng ta nó sẽ thơm và nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đó, các bạn đã qua cho mình như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nêm gia vị cái món này các bạn nhé. Các bạn sẽ nêm cho mình 2 muỗng bột ngọt nha, và 1 muỗng muối cay. Sau đó thì các bạn sẽ cho sấu vào để mình nấu chung luôn nha. Cái sấu này thì mình bảo quản ở trong tủ lạnh nhé. Các bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh, mình có thể dùng được trong vòng 1 năm đấy các bạn ạ, trong ngăn đá các bạn nhé. Sau đó sau khi mà các bạn đã đảo đều để tất cả các nguyên liệu nó gia vị ngấm vào cái vịt rồi thì bây giờ các bạn sẽ đậy vung lại và chúng ta nấu một lúc để cho cái phần vịt này nó sền sền lại. Cái nước vịt vịt nó ra nước cho nên là các bạn sẽ cho một chút nước như mình thôi nhé. Cái món này phải ăn sệt 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 sệt, cái nước nó sệt sệt thì mới ngon ấy. Để khi mà các bạn nhúng cùng với cả măng và rau muống thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều các bạn nha. Bây giờ thì các bạn sẽ đậy vung lại nhá. Đó, các bạn sẽ đậy vung lại và mình sẽ chờ trong khoảng 10 đến 15 phút sau khi mà cái phần vịt này nó chín tới thì chúng ta sẽ bắc ra cái bếp bếp lẩu chúng ta ăn. Và khi ăn thì các bạn sẽ nhúng cùng với cả cái phần rau muống và cái phần măng này nhá. Cái phần măng này khi mà các bạn nhúng vào thì ăn cái món này nó cực kỳ ngon, nó rất là ngon luôn ấy. Đó. Bây giờ nhé, các bạn cho mình một ít rau vào để ăn cùng nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Và măng với cả rau muống thì nó rất là hợp.
cho vào xong mình vớt luôn rau muống ra nhé, còn măng thì các bạn cứ đun thêm cũng được nhé. Rau muống này cho cái măng này cho xong. Sau khi mà các bạn đun mà cái phần thịt của chúng ta đã chín rồi thì các bạn dầm cái xấu ra nhé. Và bắt đầu các bạn cho măng và rau muống vào để các bạn nhúng. Các bạn sẽ cho măng vào một góc các bạn nhé. Đó, để mình nấu luôn như vậy thì ăn nó sẽ rất là ngon. Và cái măng này khi mà các bạn đã muối qua rồi thì ăn nó ngon và nó không còn cái vị đắng nữa các bạn. Sau khi mà các bạn đã cho măng và rau muống vào để các bạn nhúng chín như thế này rồi ấy, thì bây giờ chúng ta chỉ còn việc nữa đó chính là thưởng thức cái món ăn này thôi. Nó rất là ngon và hấp dẫn đúng các bạn. Và mình chúc các bạn sẽ có một cái món ăn thật là ngon các bạn nhé.